cả bà con. Mình là chuyên gia môi sinh, mình đã hơn 15 năm gắn bó với bà con sử dụng các chế phẩm sinh học để nuôi tôm cá trong 15 năm qua. Thì trở lại với cái chương trình là tham quan về cái việc nuôi cua ở vùng Nam Căn, nuôi tôm rừng sinh thái, cua rừng. Thì hôm nay thăm thêm hai cái lú nữa, với một cách đặt lú cũng như là cái việc cua nó nhiều như thế nào, cách bắt cua cũng như là đặt lú và chúng ta thấy nhiều như thế nào. Thưa bà con, thì chúng ta thấy bên tay phải của chúng ta đây là cái cống để sổ lú, 15 ngày chúng ta sổ một lần. Như vậy thì bên tay trái chúng thật là một cái dự bị chúng ta thấy ở phía trước đó là cái hàng nước. Chúng ta đặt hai cái lú hai bên đó như vậy để làm cho cua đó nó chuẩn bị nó bước vào trong cống đó, thì nó ra đó. Mà nó ra cống nhiều quá đó thì chúng ta sổ đó, nó ra đó nó bị kẹp với nhau. Thứ hai nữa nó kẹp với con tôm của chúng ta. Thứ ba nữa đó là có một số con đó, nó không ra cống. Có những con cua gạch đó, thì nó mới ra, còn cua đực nó không ra. Như vậy thì gạch trước không cống chúng ta đặt đó, thì nó sẽ chúng ta bắt bớt để chúng ta hạn chế một số lượng là chúng ta sổ ra cống để nó kẹp nó chết hoặc là nó bị hao hụt cái cua của chúng ta. Thì chúng ta phải bắt bớt ở cái vị trí trước cái cống này, trước cống chúng ta đặt hai bên nhân hai cái lú đây để chúng ta trước để đi sổ chúng ta bắt bớt cua đi. Mà chúng thật có những năm về thăm gia đình đó thì cấm khu vực cống không đó thì cũng khoảng 80 con cua gạch, tức là chỉ cho cái cống thôi, giờ chúng ta chỉ cấm 2-3 thằng câu cua thôi cũng thể bắt được là 8-9 con cua gạch rồi. Thì có những con đó, nó không ra, nó nằm ở đó mà nó chết thôi đó, thì chúng ta phải lưu ý cái chuyện đó. Đó là cái chúng tôi chia sẻ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thăm một cái lú đặt ngang cái cống thử xem nó nhiều hay không. Bây giờ chúng tôi treo vòi lại để mà cho nó cua nó vô nhiều hơn. Chứ vừa qua là hôm qua là chúng ta bắt thì không có treo mồi. Và cái mồi mới á, cái mồi này mới tươi á thì con cua nó nhảy ăn hơn. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là khi mà nó cua nó đói rồi thì chụp cái mồi nào nó cũng sơi. Nhưng mà cái mồi tươi á thì nó sơi tốt hơn. Thì chúng ta nên đặt là ví dụ như sáng chúng ta ba dở thăm cua vô đây và tới chiều thì bà sẽ thăm, sau đó chúng ta treo mồi mới lại. Rồi bây giờ chúng thật sẽ chỉ cho các bạn cái cách để chúng ta kiểm tra con cua có gạch hay không. Đó. Thì khi mà chúng ta bắt cua đó thì chúng ta thấy là nếu mà con cua nào mà nó chưa có gạch đó, nó mềm đó thì chúng ta thả luôn lại. Hoặc là chúng ta có một cái ao dèo lại, chúng ta có được cái ao dèo và vô trong lồng thì quá tốt. Cái quy trình mà dèo trong lồng đó thì chúng ta sẽ chia sẻ với mọi người sau.
và thiết kế cho mọi người luôn. Và tuy nhiên thì hôm nay Dũng Thịnh sẽ chia sẻ với mọi người là cái cách để kiểm tra cái cua đó có gạch hay không. Nhiều người thì người ta sẽ bắt đèn và ta sẽ gọi đèn từ phía bên tay phải đây, gọi đèn để chúng ta coi thử các lặt này nè nó có gạch hay không. Đó thì cái đó là cái chắc ăn nhất. Và chúng ta thấy là nếu như nó trắng, nó có những cái lằn gạch ở dưới đây, mà ở đây ngay cái lằn ở dưới này nó trắng á, thì nó thiếu gạch. Nếu như là nó đầy đủ, nó đen và nó có ánh sáng nó gọi qua và nó mít hết trơn, nó màu cũng giống như màu xám, giống như cái màu của gạch của cua này nè, nó không có cái vị trí trắng, thì tất nhiên là nó sẽ đầy đủ gạch. Nhưng cua này thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là chúng ta gạch ở cái phía yếm của nó, ở phía sau yếm đó gắn với trên một cái thân cái bu cua, thì xem thử coi là nó đầy hay không. Nên là thấy là chúng ta kiểm tra con cua này nó chưa có đầy, nó đếm thôi, nó chỉ có bên ta phải có một phần nhị đếm thôi, cho nên là chúng ta sẽ thả lại khoảng 15 ngày nữa nó mới đầy. Và chúng ta cũng lưu ý rằng cái lú chúng ta đừng có để nó bị chéo qua bên, nó phải thẳng như đây, và các cái hai bên hôm nó phải nằm tiếp dưới đất, để khi mà con cua nó bò ngang thì nó vô luôn cái hôm. Ta đặt sát dưới đất, chứ để nếu mà chúng ta đặt không sát thì nó sẽ cua nó bò, nó sẽ nó không có đi sâu dưới